Trong chương trình skincare ban đêm thì bước đầu tiên đó chính là làm sạch. Chúng ta sẽ dùng dầu tẩy trang cho 3 đến 5 pump vào lòng bàn tay, sau đó xoa đều lên mặt. Chúng ta bắt đầu là massage mặt theo vòng tròn nhỏ, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, theo vòng chu trình của cơ mặt nha các bạn. Các bạn hãy massage đều trong vòng 1 đến 2 phút. Hãy massage thật kỹ bằng những vòng tròn nhỏ khắp mặt. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ một vùng nào trên mặt nha các bạn. Đặc biệt là những cái vùng mà chúng ta có nhiều đổ nhiều dầu hơn, như là cánh mũi này, trán này, và cằm này mọi người. Đấy. Và mọi người cũng nhớ rằng là mọi người hãy massage cả ở dưới cằm nữa nha mọi người. Đó, chúng ta hãy massage rất là kỹ ở tất cả các vùng trên cơ mặt để giúp cho làm sạch sâu ở bên trong da mặt ấy. Đấy, bằng những vòng tròn nhỏ mọi người hãy nhớ rằng là hãy dùng những vòng tròn rất nhỏ để làm sạch. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang bước nhũ hóa dầu tẩy trang. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một chút xíu nước lên lòng bàn tay. Chúng ta sẽ chỉ làm ẩm tay thôi. Sau đó chúng ta sẽ đưa những cái độ ẩm đấy lên da mặt. Chúng ta sẽ đưa một chút xíu cái lòng bàn tay ẩm đấy lên da mặt. Các bạn sẽ thấy được này, đẩy ra rất là nhiều các chất nhờn, chất bẩn và tất cả bụi ở dưới lỗ chân lông của mình, trên da mặt mình trong suốt cả một ngày, cùng với cả lớp kem chống nắng và lớp bẩn ở trên da mặt thì đều được đẩy ra ngoài hết, đẩy được lên trên, và cả cái tế bào da chết nữa chuyển hóa thành một cái lớp nhờn màu trắng. Mọi người có thể thấy nó đẩy ra và lợn cợn ở trên tay của các bạn. Các bạn có thể thấy rất là rõ đấy. Sau khi mà các bạn dùng dầu hòa tan dầu, và cơ chế của dầu tẩy trang chính là dầu hòa tan dầu, nên là các bạn nên dùng nước ấm để có thể làm ở cái bước nhũ hóa dầu tẩy trang này. Chúng ta sẽ sau khi mà dùng dầu tẩy trang thì chúng ta có thể thấy là lỗ chân lông của chúng ta nó bắt đầu đã khít lại. Nó sẽ thêm một bước nữa, sau khi mà chúng ta dùng bột rửa mặt để làm sạch thì nó sẽ gần như là lỗ chân lông không thể nhìn thấy nữa. Và đây chính là bước làm sạch da mặt với bột rửa mặt các mọi người. Và đây chính là bột rửa mặt tinh chất saffron. Đầu tiên chúng ta sẽ gõ nhẹ vào thành của lòng bàn tay để đổ một ít bột rửa mặt ra lòng bàn tay. Sau đó chúng ta sẽ lấy một vài giọt nước cho lên. Chúng ta hãy dùng tay, hai bàn tay tạo bọt, thật nhiều bọt, càng nhiều bọt càng tốt nha mọi người. Sau đó chúng ta bôi lên mặt, và chúng ta cũng dùng chính cái chu trình giống như chúng ta ở bước làm sạch từ dầu tẩy trang, đó là dùng cát chuyển động tròn đều, chuyển động nhỏ tròn đều, càng nhỏ thì càng tốt nha mọi người, ở tất cả những vùng trên cơ mặt, và đặc biệt là những vùng chữ T nếu mà các bạn da mặt nhờn, và kể cả da mặt khô mà da vùng hỗn hợp cùng da dầu. Đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là sau cái bước làm sạch y như là chúng ta dùng dầu tẩy trang, thì bột rửa mặt đã giúp chúng ta rửa sạch tất cả mọi cặn bẩn mà dầu tẩy trang đẩy lên da mặt, và là bước mà giúp chúng ta làm sạch trước khi mà chúng ta bước vào giai đoạn cấp ẩm. Mặt của chúng ta đã hoàn toàn sạch, và lỗ chân lông của chúng ta đã không còn nhìn thấy như là các bạn có thể nhìn trên mặt của Phương.